mẹo không, rồi sau khi ra giờ ra đường sử dụng mẹo bị hốt, bị phạt các kiểu. Hey, chào mừng tất cả các anh em quay lại với kênh channel của mình. Và mình là Nguyễn Nam Gamer đó bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình trên cái con xe chuyến xe không đồng để chúng ta trải nghiệm tiếp tục cái hành trình hôm nay. Và ở video trước thì chúng ta đang đứng tại cái kho xăng này và mình đã cho hành khách chúng ta đứng xuống nghỉ giải lao và sau đó thì đi vệ sinh ăn uống rồi nhẹ nhẹ. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục lên đường thôi anh em. Hành trình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta đang đi qua một cái khu vực gần giáp ranh với lại Buôn Ma Thuột anh em. Như video trước thì mình đã nói rồi đó, chúng ta đang đi lên gần chỗ cái khu vực cái vùng binh. Đây mình cho các bạn xem lại đây, mình đang đi lên chỗ cái vùng binh luôn, mà vừa đầu mới có một đội thôi. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đi thật là nhanh để cho nó kịp cái tiến độ nha. Bây giờ hiện tại bây giờ theo như mình cập nhật thông tin thì bắt đầu từ hôm qua là đã có những chuyến xe chở sinh viên về quê ăn Tết rồi các bạn. Đây là chuyến xe hôm qua kia là chuyến xe mà gọi là xe bình thường nha, xe sinh viên mua vé nha, có nghĩa là sinh viên họ được về sớm đó em, họ được về sớm trong cái khoảng thời gian này rồi. Có một số trường họ đã cho sinh viên học online, có thể là học online tại nhà, cho nên là một số bạn đã về quê rồi. Và cái hành trình mà để mà đi cái chuyến xe không đồng này thì mình đã nhận thông tin là bắt đầu chuyến xe sẽ bắt đầu từ ngày 20 từ ngày 2 tháng 3 nha, từ 3 tháng 2, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 23 tháng 4 tới đi. Cho nên là mình lái trước khoảng cũng được vài ngày rồi, cũng khá là ok thôi. Nói chung là mình cứ đi trước nên hay, tại vì mình còn một cái chặng nữa anh em, một cái hành trình nữa là mình sẽ lái cái mình sẽ đi trên cái con xe rồi. Căng quá anh ơi, mình sẽ tiếp tục trên cái con xe Taco Moi hôm nữa ở một cái hành trình nữa nha. Đó, wow, đang thời tiết rất là đẹp, tự nhiên nó lại mưa một cái chứ tự nhiên cái xuống tinh thần liền em. Thì sau những cái video trước mình đã làm á thì em mình luôn luôn bị phạt liên tục luôn, cho nên là mình vừa rồi mình mới làm việc lại với cái anh Bullet rồi, và bây giờ là anh gặp mình là anh không có phạt nữa, tại vì mình đã xin ảnh rồi anh em. Ủa, phạt có cái vụ đây. Oh my god, rồi luôn. Từ từ, có cái chuyện gì xảy ra đây? Mình đang đi, rồi luôn anh em ơi. Hôm bữa là bị sai rồi. Khoan, mình quên là đi lạc đường. Hôm bữa là mình đẩy dừng một cái kho xăng ở cái chiều hướng ngược lại. Rồi, hiểu rồi, trời ơi, làm mấy cái chuyện xấu lên đây đó. Có nghĩa là mình phải đi qua đường, mà đây là điểm hướng đi đúng của mình này. Quá trời heo, đang đi ngon tự nhiên cái sai làm, sorry mọi người nha.
cho nên là mình có nói với anh là bây giờ gặp tôi chạy nhanh anh em đóng phạt nữa nha, phạt quá tôi là tôi không có tiền để gì tôi đóng phạt, và tôi có gọi là đóng tiền nữa một bánh chưng nữa, cho nên là cứ để tôi chạy một phát đây. Và anh ấy đã đồng ý anh em đó, giờ là chạy bao la luôn. Hiện là giờ chuyến xe không đồng của mình là mua đường bao đường rồi nha. Cho nên là mâm nội này, mâm nội nét nè, chứ gặp tôi là tôi hốt luôn. Rồi luôn. Ồ, nó chạy luôn thấy không? Chưa gì chờ mà hư hết trơn à, anh em không, đường vẫn còn mới toanh luôn, đường lên bê tông à, lộn lên mới đổ nhựa lại, rải nhựa lại mà bị hư liền thôi chứ đường kiểu đó thì chết rồi. Cho nên là đường ở Việt Nam mình anh em nói không phải là qua độ cá nắm, nhưng mà anh em có công nhận là nó chất lượng rất là kém luôn, không biết là độ có đúng bề dày không, có đúng cái tỷ lệ cái tỷ lệ nhựa đường với lại đá hay không. Nhưng mà đi anh em thấy rồi đó, đi mà một thời gian là nó lồi lên, gọi là nhựa đường nó bị bong á anh em. Mình nghĩ là non nhựa đường nó bị bong mất và nó lồi lên, nào là đá sỏi rồi các kiểu, rồi chưa kể là có những cái đoạn nó bị bong tróc, nó bị bong tróc nó bể. Cho nên là cái vừa rồi nó có những cái chỗ mà nó để cái biển là chỗ đang sửa chữa anh em, đó là một minh chứng cho cái chất lượng đường không cao. Và cái thằng đó nó chạy chậm quá, tao quốc đích mà quá, Land Rover gì sao mà đúng không. Land Rover gì mà chị chậm bãi đạn luôn. Mày nhớ tao đó, mày nhớ tao đó. Mưa lớn mà chạy cái nhìn chạy này thì khiếp. Nhà ông còn biết bao nhiêu gì. Đây cái kho xăng, cái kho xăng mà bữa trước mình định lên để mình. Wow. Nhìn quá. Đó anh em. Trên đây thì nó có cái kho xăng này là gần khúc cua. Trời mưa trơn trượt, đường khá là trơn trượt. Ồ, đã chỗ ta sửa chữa đường một phát thôi chưa, sửa chữa miết thôi. Và có một cái nữa là mình không biết là cái chỗ anh em sao, chứ cái chỗ mình chuyên gia mình đi nha, có nghĩa là khi mà làm cái đường á thì không biết mấy anh cái tính toán chưa, mấy anh cái tính toán kỹ lưỡng chưa, nhưng mà đường vừa mới phẳng lì làm xong là sau đó khoảng Ê, câu. Ghê vậy. Là sau đó là được đào lên, được đào lên, cắt xẻ đường các kiểu. Nó cho thấy là không có một cái sự tính toán nào gọi là kỹ lưỡng. Đường mới làm xong khoảng một tháng thôi mà đã bị cắt đường, cắt rãnh đồ. Để chi? Để chạy những đường ống gì mình chẳng hiểu. Đó cho nên là rất là quẩy luôn. Và khi mà cắt xong rồi lắp lại á, thì anh em để ý, anh em nào mà chưa thấy anh em để ý nha, có nghĩa là những cái chỗ đắp đó, họ đắp nó cao hơn, họ tính là bù trừ cái phần mà nó sẽ lún xuống nữa. Trời, tụi nó vãi đạn luôn. Thường thường ở bên nước ngoài anh em thấy cơ, một khi làm đường là họ sẽ sử dụng cái xi lu rồi họ cán, mặc dù quá hay gì bất cứ họ cũng sử dụng cái máy đầm xe lưu đồ họ cán. Còn ở đây hả, là cắt xong rồi đắp lên những cái con, giống như là đắp lên nó nhô lên cái mặt đường một xíu hả, cho nên là nhìn cái đường xấu phải đạn luôn, nó xấu cực kỳ xấu luôn. Đi mà gọi là đi mà xe nó cứ dòng tưng 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 anh em không,
tự nhiên con đường đang phẳng lì, đang chạy ngon ơ, tự nhiên cái trong nội đô luôn nha anh em, nội đô, trong nội đô đa số là nhiều, tại trong nội đô nó phát sinh nhiều cái vấn đề mà dây điện, đường ống đồ á, chứ còn ngoại ô thì không có, ngoại ô thì ít, như ngoài này là ít này. Rồi công an kia, để mình lên mình chào anh cái coi. Chưa, mắc cái siêu quỷ này à, cái siêu quỷ này nó chạy chậm vãi trưởng luôn. Tào quốc mày, hello, lên. Đúng rồi, lên, không lên thì tôi đẩy cho lên, đó. Đi thì ghét. Đôi khi mình chạy, mình muốn chạy đàng hoàng, nhưng mà mấy cái thanh niên nó kỵ mình quá anh em ơi. 4 ô, 1, 4 bằng anh. Rồi, trời đẹp rồi. Hết mưa rồi nè. Cơn mưa ngang qua. Rồi. Mà cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng. MTV. Hành trình dài mà mấy anh cái thanh niên cứ chạy, làm cho mình một cái cảm giác rất là bực bội, chạy cứ rờ. Bằng lái xe thì toàn là mua không. Mua không, không chịu thi. Thi cũng là thi. Gọi là đăng ký thi rồi đàng hoàng. Nhưng mà chỗ mà bao đậu anh em. Trời ơi. Lý thuyết thì mẹo, học mẹo không. Ta nói hả, học lý thuyết là học mẹo không à. Mẹo không rồi sau khi ra, giờ ra đường, ra đường sử dụng mẹo, bị hốt, bị phạt các kiểu. Usta woo. Đô dòng một cái nhói người luôn á. Rồi, sorry bà con nha, sorry mấy em nha. Trời ơi, mấy em ngồi xem em bị sốc, bị giọng thôi vậy các kiểu. Chúng ta đang đi qua một thị xã, thị trấn gì đây anh em ơi. Lên. Chị sĩ con chạy chậm rùa, chạy giống như là chạy tập lái. Tập lái thì để cái bảng tập lái nha ông nội. Hốt với ông nội cho rồi. Đó lên này nó có một làn màu à. Trời, quá đắt luôn. Chuyến đi này là hư rồi, hư xong toàn chết. Chúng ta sẽ lên thành phố Buôn Ma Thuột và chúng ta sẽ tiếp tục là dừng lại để ăn cơm nha anh em. Bây giờ là 4 giờ 45 rồi. Dừng lại ăn cơm chứ chiều rồi. À, thành phố Buôn Ma Thuột đã, chúng ta đã vào thành phố Buôn Ma Thuột rồi thì mình sẽ lên cái ngã khu vực ngã ba. Ngã ba sẽ có một cái trạm dừng chân hay là một cái tiệm cơm, quán phở nào đó thì chúng ta dừng lại nha. Bà con giờ cũng dễ ăn lắm, cái thằng quỷ này nó chạy xe thấy ghé. Mấy xe con này nó chạy chậm vãi trưởng luôn, nó chạy rê. Rồi, tới công chuyện luôn rồi. Lên. Lên luôn. Mua đường rồi nha anh em. Và anh em lưu ý là những tình huống xảy ra hiện tại nó chỉ xuất hiện ở trong VETS2 thôi. Rojas Mata 2 không xuất hiện ngoài đời thật nha. Anh em đừng có làm theo nha. Làm theo là gọi là không biết khi nào anh em lấy được cái bằng ra nữa. Bị giam bằng anh em. Bị giam bằng rồi giam xe rồi các kiểu á. Mình nghĩ là chắc lấy luôn cái giam nữa. Chạy xe kiểu này mà bằng gì đó ai giao. Đúng không? Cho nên lưu ý là mình chỉ giải trí trong game thôi. Còn ngoài đời bố ai mà dám chạy như này. Chạy như này là không thấy cái bằng lái xe của mình lần hai nữa. Đi qua đi ông nội ơi. Đồ.
lúc tôi biểu qua thì em biểu qua, còn lúc tôi không cho qua thì lại cắm đầu lên. Rồi đó, chỗ này sửa đường nữa anh em không, sửa đường miết thôi. Rồi lên đây đàng hoàng lại xíu anh em ơi. Ô chỗ kia có cái con bến xe kìa anh em, từ từ từ. Oh yeah, rồi bến xe Buôn Ma Thuột anh em. Rồi như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng ở trong cái thành phố Buôn Ma Thuột này, ở trạm cái bến xe Buôn Ma Thuột này, và mình sẽ hẹn anh em ở cái video tiếp theo nha. Mình sẽ tiếp tục cái hành trình này. Rồi chết bà luôn, lái xe kiểu này ai đâu mà mướn mày nữa cô. Rồi chúng ta sẽ vào bến nha anh em. Thì bến xe Buôn Ma Thuột rồi anh em biết rồi đó, bến xe hình như mình đã có ghế ở đây một lần rồi. Bến xe này khá là nhỏ, trạm dừng nghỉ Buôn Ma Thuột. Rồi cái trong trạm này thì nó nhỏ cực kỳ luôn, nó không có lớn, rộng lớn đâu. Đây là khu vực phía trước này, khu vực trước này thì nó có mớ xe này thôi. Và để mình ra khu vực phía sau cho anh em xem. Khu vực phía sau này thì cũng nhỏ nhỏ chứ không có lớn anh em đó. Giống cái đường đó vô ra thôi. Trong đây có một dãy nữa nè. Rồi để mình dừng phía trước nha. Mình chạy vòng cho anh em xem thôi chứ mình dừng phía trước nha. Mà nội cha đâu có đường ra đâu, trời ơi. Rồi rồi tôi sai rồi anh em ơi, tôi sai. Bà con đợi tôi xíu nha, ai mắc tè quá thì ráng nhịn nha. Tôi đang lui xe. Rồi trong đây có mấy xe rồi dừng vô đây để bà con đi vệ sinh đồ anh em. Rồi chúng ta sẽ lại vô đây, ở đây đang có quán cơm rồi này. Rồi xin mời bà con xuống xe để chúng ta đi vệ sinh đồ các kiểu. Và mọi người nhớ nha, chúng ta chỉ dừng ở đây 5-10 phút để bà con đi vệ sinh đồ, ăn uống nhẹ nha. Và nhớ là đừng mang những thức ăn có mùi lên xe như bánh mì, bánh bao nha, hộp cơm hộp rồi nha. Rồi cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi cái hành trình của mình đến thành phố Buôn Ma Thuột. Và hẹn gặp lại anh em ở thành phố tiếp theo nha. Bye bye.